Mình là Vân, phụ huynh cô bé Trác Hân. Với mình, việc xây dựng đam mê học tập cũng như giúp con nuôi dưỡng ước mơ rất là quan trọng. Mình cũng rất vui khi đã lựa chọn được một nơi học tập phù hợp với cá tính của con. I am Trác Hân. I have studied at ILA since 2016. I am fond of modeling. I have a great chance to walk in runways like Asian Kids Fashion Week. I can use English to communicate with foreign designers. The most interesting thing at ILA is that I am equipped with lots of soft skills. I gain confidence, problem-solving skills when presenting the projects at ILA. Các thầy cô bản ngữ ở ILA giảng dạy tận tình và theo dõi sát quá trình học tập của con. Nhờ những đánh giá của thầy cô trên lớp, mình có thể hiểu và giúp con lên kế hoạch cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động mà con yêu thích. Besides modeling, I want to become a doctor to heal lots of people. I am aware that to be able to make it, I have to study harder to equip myself with lots of knowledge and skill set. Con có định hướng rất rõ ràng với nghề nghiệp và lên kế hoạch thật là chi tiết. Với vốn từ tiếng Anh và kỹ năng tốt, mình tin con có thể đạt được mọi mong ước của bản thân trong tương lai. I am on a journey of a game changer with ILA.